Sư cho con hỏi một câu hỏi. Dạo gần đây con có thấy những video trên YouTube về một vị tên là Thích Tâm Phúc với những phát ngôn mà con cho rằng là không phù hợp. Theo sư thì sư nghĩ như thế nào? Cái này thì cũng không phải là mới đây, dạo gần đây là dạo gần đây của quý vị thôi, chứ còn sự kiện này cũng lâu lắm rồi. Thôi sư chánh tâm thấy có hứng thú thì mời sư chánh tâm trả lời vấn đề này đi. Mắc cười à thì Thích Tâm Phúc nổi lên có cùng một lúc với cái chuyện của cái cô Đại Nam thì tôi cũng có theo dõi số video của sư thầy Thích Tâm Phúc thì ngoài cái chuyện là ngồi ngồi câu rồi cười thôi chứ không có gì thì rất là hài. Mình cứ thấy giống như vị này tội nghiệp, thấy cũng là hài, nó cười. Chứ còn mà mình chấp đúng sai với cái ông này thì thôi mình hạ cái bẩm chất mình quá quý vị. Nó giống như mình coi ổng ổng thiệt tình là nhiều khi á, nhiều khi sư cứ cố tình mình kiếm ổng đi mình nghe đó, để mình nghe đó, ổng nói nó cười, nó hài. Đúng với sư, ổng giống như là đang diễn hề. Mình nếu mà mình chấp vào cái ông đó thì mình chẳng khác nào mình hạ thấp cái mình quá, mình hạ thấp mình quá, mình bắt Thích Tâm Phúc phải nói đúng thì chẳng khác nào mình muốn con cọp mà nó biết bay thì thua rồi. Mình đây mình chấp nhất sư hạnh tệ, chấp nhất sư tệ tượng, sư chánh tâm phải nói cho đúng cho tôi chứ, rồi mình đi mình chấp nhất Thích Tâm Phúc phải nói đúng thì thua, thôi cái chuyện đó sẽ không xảy ra. Mình xem nó như là một cái tấu hề vậy đó, mình nghe mình cười. Mình tất nhiên là ổng nói đúng hay sai đây là sư biết, nhưng mà ở đây á, mình không chấp ổng, tại vì mình coi ổng giống như là một cái người không bình thường mà mình tội nghiệp cái là uổng uổng cho cái đời tu, uổng cho cái đời tu. Nhưng mà thật ra đó, Thích Tâm Phúc cũng có nói một số cái nó cũng hay hay. Sư nói hay nha, chứ không có nói đúng nha. Ở đây mình coi nhớ cho kỹ cái lời sư nha. Ở đây là mình ổng nói một cái dấu cái nó cũng hay hay, nó cũng hay hay. Và sư xem đó là một trò đùa, một cái gì đó nó giúp cho mình giải tỏa cái gọi là cái những cái căng thẳng sau những lúc học kinh kệ nó mệt mỏi. Mình lướt lướt mình gặp ổng mình cũng thêm câu cơ nó cười, nó cũng vui vui. Cũng vui vui. Còn còn mình mà cứ chấp nhất là tại sao thầy chùa phải nói vậy, lại hành động như vậy, lại ăn nói như vậy thì mình bể tim mình chết gắng chịu. Tại vì sư coi ổng đâu phải ông thầy, sư coi ổng là một một diễn viên hài, một người không bình thường, cho nên khi mà mình thấy ổng mình mắc cười lắm. Ổng như đứa con nít vậy đó, nó tiêu lâm lắm, nó rất là hài. Chứ còn sư đâu có nghĩ mình cứ ép buộc ông Thích Tâm Phúc ông mới nói đúng thì mình giống như mình kêu con cọp phải bay được thì không thể nào. Cái vị chấp sư nè, sư chính tâm phải nói đúng nè, nó sai tôi không chịu đâu thì cái đó đúng. Thì còn mình mà chấp Thích Tâm Phúc thì mình hạ bản thân mình xuống, rồi giống như hai thằng ba chợ ngồi nói chuyện với nhau, bơi lội bơi phải leo cây, bơi phải leo cây thì thưa thua. Cho nên với tới một phút mà mình bực với ổng mà tôi thấy cái clip ổng bị quýnh đó, tôi thấy cái clip ổng bị quýnh tôi tội ổng quá, trời ơi sao chấp ổng chi đi quýnh ổng luôn, tội nghiệp ổng. Với người vậy mình có cái lòng thương, mình thấy người ta vậy mình tội nghiệp ơi. Mà cũng cũng mấy ông cho tu bi lợi dụng ổng để mà câu view thôi, chứ ổng có tự ổng quay đâu. Người ta lợi dụng ổng khờ khờ không biết nói chuyện chút đỉnh, người ta mấy đứa nó lấy ổng để nó quay lên. Thì đây nhé, kết lại á, là mình không có nên chấp nhất ông thầy đó, tại vì ổng bị mình nói nó kỳ là ổng bị hơi bị ba trợn á, nó bị ba trợn mình chấp ổng làm gì mà khi khi ổng nói tào lao. Nhưng mà bên cạnh đó ông nói những cái cây nó hay nha, nói hay thì cũng nói đúng hay hay. Thì xin mời hai vị đại đức. Thưa quý vị, cái quan trọng á, là chúng ta nên xem cái con người này giống như là một cái người diễn viên hay là xem như một nhà sư, nó khác lắm.
Giống như có những người đó họ lên trên sân khấu rồi họ đắp y ông sư rồi họ diễn hề đó, ví dụ như là có cái không nhớ lâu rồi cái vở hài kịch mà lên chùa bán nhang đó, thì họ cũng Bèo. mượn ngôi chùa, họ cũng mượn hình dáng ngôi chùa rồi họ mượn cái hình ảnh sư thầy để họ diễn hề. Rồi một cái điều mà sư Chánh Tâm có nói đó là cái quan trọng là chúng ta hay bỏ sót là những con người họ lợi dụng, tức là những cái YouTuber đó, họ lợi dụng cái hình ảnh đó để họ câu view, họ câu like. Bởi vì khi mà nó càng gần càng gây sốc, quý vị càng có nhiều thì họ càng có nhiều thu nhập. Chính bởi vì như vậy đó, sư đã có nói một cái video đó là với những con người mà họ dùng những cái mưu hèn kế bẩn để họ nổi tiếng, để họ kiếm tiền, họ bất chấp thủ đoạn thì cứ để họ rơi vào quên lãng, không để ý tới họ, không nói năng gì tới họ, không nhìn họ, không đọc bất kỳ thông tin gì tới họ. Bằng chứng là sư phải nói là tới bây giờ sư cũng không có biết nhiều thông tin về Thích Tâm Phúc, sư Chánh Tâm còn nghe chứ sư thậm chí là sư không muốn nhìn chứ đừng nói là sư nghe. Rồi có thời gian như là quý vị người ta nổi lên cái vụ mà mấy chú tiểu đó, sư cũng không hề tìm hiểu thông tin, sư không hề nghe, không hề coi, không hề đọc, để họ chìm vào quên lãng rồi nghiệp tự giải quyết. Hoặc là như cái trường hợp mà một cái cô mà cũng sùm trên mạng xã hội, sư cũng lựa chọn là không nghe, không coi, không để ý. Tại vì cái họ cần là cần thiên hạ chú ý tới, mà để thiên hạ chú ý thì họ sẽ dùng nhiều cái chiêu trò, trong đó có nhiều chiêu trò không có đẹp. Thành ra cách tốt nhất là mình cứ mặc kệ, để cho họ chết hẳn đi nha, họ muốn vùng vẫy như thế nào là chuyện của họ đó. Thì đó là cái ý kiến của sư về vấn đề này, không biết sư Thầy Tường có ý kiến không hay là cho qua luôn. Vậy thôi cho qua ha.